từ khi được hội phụ nữ xã phát động phong trào trồng rau sạch, chị Rồi Chom Hờ Ngát, Bôn Gia Rồi Niêu, xã Gia Bờ Rái đã cải tạo vườn tạp để trồng các loại rau xanh phục vụ cho bữa ăn gia đình. Mùa nào thức ấy, vườn rau lúc nào cũng xanh ngát, nhà cửa vườn tược lại thông thoáng sạch sẽ. Ngoài phục vụ gia đình, mỗi tháng từ việc bán rau trái trong vườn nhà, mỗi tháng chị Hờ Ngát cũng có thêm thu nhập từ vài trăm đến vài triệu đồng, có thời điểm nguồn thu từ lên đến chục triệu đồng mỗi tháng. Nhà mình trồng rau là khoảng một sào, mình vừa ăn vừa bán, là ăn ít là bán nhiều, là chỉ có trồng rau này là một tháng mình thu hoạch là 300-400 gì đó. Mình trồng đậu bắp là xong thu thuộc lá, mình trồng đậu bắp một sào thì cứ một buổi sáng là mình đây là 1 triệu có nè, 700 có, 800 có, là thu hoạch hết tất cả là trên 10 mấy triệu. Hội phụ nữ xã Gia Bờ Rái hiện có 1.138 hội viên, 100% là chị em dân tộc Chơ Rai sinh hoạt tại 4 chi hội. Trước đây hầu hết chị em đều không có thói quen trồng rau mà chủ yếu mua ngoài chợ hoặc hái rau rừng để ăn. Từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động mô hình vườn rau an toàn, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ cải tạo đất hoang xung quanh vườn nhà, trồng rau, cải thiện bữa ăn, tiết kiệm chi tiêu cho gia đình, phong trào này đã được hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực. Hộ có nhiều đất thì trồng nhiều để vừa ăn vừa bán, tăng thu nhập. Hộ đất ít cũng trồng rau đồ ăn trong gia đình, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa tiết kiệm chi tiêu. Từ khi gia nhập vào hội viên phụ nữ Bôn Gia Rồi Niêu, em được chị Dư tuyên truyền và từ đó em sử dụng đất trống của mình để trồng rau sạch, an toàn để cho gia đình ăn. Và dư thì mình có thể bán để trao đổi mua này nọ thêm cho gia đình. Ngoài ra em cũng tiết kiệm trong chi tiêu trong nhà gia đình, chi tiêu cho nó đúng hợp lý. Dạ. Nuôi thêm bò rồi heo để phát triển kinh tế. Đối với cái mô hình vườn rau an toàn ấy thì trên địa bàn xã nói chung và đối với thôn Bôn Gia Rồi Niêu nói riêng thì thời gian vừa qua thì tập trung vào cái thôn Bôn Gia Rồi Niêu đã ra mắt được cái câu lạc bộ mô hình vườn rau an toàn với 10 thành viên. Thì các hộ mà 10 thành viên đấy là những cái hộ mà gương máu đi đầu, thường xuyên trồng rau an toàn cho gia đình ăn hàng ngày và ngoài ra là bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thì cho đến nay thì đã nhiều hộ gia đình học tập theo các hộ đó, trồng cho gia đình mình ăn và tiết kiệm được rất là nhiều kinh phí thay vì mua rau ở ngoài. Mô hình vườn rau an toàn là cách làm hay nhằm nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm của chị em, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, tiến bộ.